Chào mừng các anh em đã trở lại với channel YouTube Vương Unite của mình nhé. Ở clip trước á, mình đã chỉnh lại mic và giảm lại nhạc theo yêu cầu của khá đông anh em rồi. Không biết là hiện tại các anh em đã nghe rõ hơn gì ạ? Vì đây là lần đầu tiên mình làm kênh YouTube nên sẽ không thể tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Và mình cũng đang cố gắng hơn để hoàn thiện kênh của mình từng ngày. Mong rằng các anh em sẽ luôn ủng hộ mình bằng một lượt like cũng như là comment để mình biết được những góp ý cũng như là các yêu cầu của anh em. Rồi mình làm thêm những đề tài khác hay hơn nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ở phần 1 là về top những Pokemon cực mạnh, best meta game hiện tại với sự xuất hiện của Blastoise, Venusaur và Absol nè. Và mong muốn của mình là khi làm series này, các anh em sẽ nắm được những Pokemon nào đang rất mạnh trong game. Khi đó anh em sẽ chơi nó và dễ dàng hơn trong việc đeo rank cao nha. Còn ở phần 2 này sẽ là sự góp mặt của những Pokemon nào, hãy xem qua clip của mình để biết nhé. Greninja, những giả bóng tối. Là một attacker đi rừng với khả năng hồi phục liên tục, làm loạn đội hình đối phương bằng kỹ năng phân bóng của mình, thì Greninja hầu như được các anh em rất là yêu thích từ trong game cho tới phim luôn. Ở phiên bản này mặc dù Greninja đã giảm đi ít nhiều chỉ số máu cũng như là tấn công, nhưng hiện tại ở metagame nó vẫn rất khá là bá với khả năng gánh tem nè và tạo sự đột biến của mình. Tuy nhiên, cũng như mọi attacker khác, do thể chất mỏng manh của mình nên Greninja cần phải có một khởi đầu thuận lợi thì nó mới thể quẩy được trong suốt trận đấu nha. Chúng ta sẽ sử dụng bộ Heo Tâm Sao. Thứ nhất là Focus Band. Thứ hai là Muscle Band. Thứ ba là Razor Cloud. Hoặc anh em có thể sử dụng Scope Band nếu như muốn khô máu để thay cho Focus Band nhé. Về set move, tức là bộ kỹ năng thì chúng ta sẽ sử dụng Double Tem để phân bóng và đánh lạc hướng đối phương, kết hợp cùng với Sup, anh em sẽ dùng nó để làm kỹ năng kết liễu đối phương và cướp boss nha. Với chất tướng là attacker đi rừng nên sẽ tùy theo tình hình trận đấu mà anh em sẽ lựa chọn đi đường trên hoặc đường dưới để răng và hỗ trợ đồng đội thắng combat lúc đầu nha. Ngoài ra, vì Double Tem sẽ phân làm hai bóng và hai bóng này sẽ tự động tấn công sử dụng kỹ năng như là Greninja luôn, nên trong một số trường hợp nhất định anh em vẫn có thể sử dụng nó để mở combat nè, làm rối đội hình đối phương. Kỹ năng sup này sẽ mang lại một lượng hồi phục tương đối lớn mỗi khi lướt trúng mục tiêu nè. Và khi anh em kết liễu được quái hoặc kẻ địch bằng kỹ năng này thì anh em sẽ được hồi lại thời gian chờ của nó ngay lập tức. Chính vì thế anh em cần phải canh sát thương cực chuẩn để đảm bảo có thể kết liễu được đối phương để lướt được liên tục trong combat và tạo nên một lượng sát thương khổng lồ lên tem địch nha. Ngoài ra, với mỗi đòn đánh thường ở tầm xa, Greninja sẽ được giảm 1 giây thời gian hồi kỹ năng sup. Chính vì thế, đây là một Pokemon cực kỳ khó chịu với khả năng cấu máu, cơ động với hai kỹ năng lướt và thời gian chờ gần như là hồi liên tục. Sẽ là một áp lực khủng khiếp lên dàn Pokemon đứng đằng sau của tem địch luôn. Khi chơi Greninja, các anh em cần phải chọn vị trí thật là chuẩn xác nè, chờ thời cơ bên tem địch đã tung hết các kỹ năng khống chế để rồi mình sử dụng Unimu để áp sát thẳng vào Pokemon gây sát thương chính của kẻ địch ở phía sau nha. Theo đánh giá của mình đây là một Pokemon có độ khó khi chơi khá là cao, nên anh em cần phải luyện tập thuần thục các kỹ năng nè và lượng sát thương cần thiết để canh kết thúc đối phương. Chúc anh em sớm lên Master với Greninja này nha. Lucario, Pokemon khó chịu nhất hiện tại. Là một Pokemon có thể đảm nhận được khá nhiều vị trí như là đỡ đòn phụ của tem nè, đi rừng hoặc một vị trí all-rounder chuyên mở combat quấy rối và kim luôn là sát thủ của team. Ở phiên bản này sức mạnh của Lucario được tăng thêm một bậc với sự xuất hiện của Heal Item là Razor Cloud. Mình sẽ nói kỹ hơn về Heal Item này ở sau nha. Và Lucario gần như là Pokemon duy nhất tạo được sự khó chịu từ đầu đến cuối game luôn. Chúng ta sẽ sử dụng bộ Heal Item sao. Thứ nhất là Razor Cloud. Thứ hai là Attack Wild. Thứ ba là Score Seal. Còn về set move chúng ta sẽ sử dụng Extreme Speed kết hợp với Boss Rush. Đây là bộ kỹ năng cực kỳ khó chịu mà mình sẽ giải thích ở đoạn sau nhé. Extreme Speed khi lướt lên mọi mục tiêu mới để gây sát thương thì nó sẽ hồi lại máu và hồi lại kỹ năng này ngay lập tức. Và mục tiêu này nếu anh em lướt liên tục 2 lần thì nó sẽ không hồi lại kỹ năng này đâu nha. Nói đơn giản cho dễ hiểu là khi đứng gần các mục tiêu, anh em sẽ thấy một vòng xanh ở dưới chân nó,
Tức là khi lướt vào, anh em sẽ được hồi lại kỹ năng này. Còn khi lướt vào rồi á, thì cái vòng xanh này sẽ biến mất ở một khoảng thời gian nhất định. Anh em sẽ phải chờ khi nó hiện lại thì mới có thể lướt vào tiếp để hồi lại kỹ năng này nha. Và nhiệm vụ của anh em á, là làm sao để lướt trúng nhiều mục tiêu nhất có thể. Với những người chơi top game thì gần như là họ có thể lướt được liên tục trong combat tới khi Pokemon tem bạn nằm xuống thì mới thôi nha. Bằng việc kết hợp với kỹ năng Bone Rush, khi anh em sử dụng kỹ năng này để quăng trúng mục tiêu á, thì nó sẽ giúp kích hoạt lại hiệu ứng vòng xanh với chân kẻ địch, giúp Extreme Speed có thể tiếp tục lướt mà không sợ mất đi kỹ năng này nhé. Ngoài ra á, khi anh em đạt được cấp độ 13 thì sau khi anh em quăng Bone Rush và lượm lại thì nó sẽ được hồi Extreme Beast ngay lập tức. Đây là một chuỗi combo hoàn hảo giúp Lucario gần như là quẩy liên tục trong combat với khả năng hồi máu nè và gây sát thương khổng lồ cho team bạn luôn. Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết mà thôi, bởi vì chỉ cần anh em lướt hụt mục tiêu á, hoặc lướt hai lần lên cùng mục tiêu chưa có vòng xanh thì gần như anh em chỉ còn có cách quăng Bone Rush để chạy ra, hoặc tệ hơn là chết ở trong combat mà không làm được gì khác nha. Lucario á, thường sẽ làm nhiệm vụ là đẩy banh lẻ, cướp các con quái ở trong rừng hoặc hai bên trụ của team bạn. Khi combat ở các mục tiêu lớn á, thì mình sẽ phải canh vị trí để lướt vào và bắt chết dàn attacker đứng phía sau của team bạn. Trường hợp lượng máu xuống thấp thì anh em có thể dùng Bone Rush để thoát ra ngoài combat nha. Theo mình đánh giá á, thì đây là Pokemon có độ khó rất cao trong game, đòi hỏi các anh em phải luyện tập rất nhiều nếu như muốn làm chủ được nó. Talonflam, Pokemon cơ động nhất game. Nếu như ở phiên bản trước á, Talonflam gần như rất được ít các anh em lựa chọn vì sự kén người chơi nè, đòi hỏi phải có kỹ năng cao, cũng như là việc dùng mấy game Nintendo Switch á, khiến anh em rất là khó vuốt skill. Thì giờ đây, trong phiên bản mới này, anh em dùng mobile sẽ dễ vuốt hơn rất là nhiều, đặc biệt là chim này á, mà dùng thêm Razor Cloud thì miễn bàn nha. Chúng ta sẽ sử dụng bộ Health Item sao. Thứ nhất là Body Barrier, thứ hai là Razor Cloud, thứ ba là Score Shield. Còn về set move á, chúng ta sẽ sử dụng Plant để tạo nên sự cơ động, khống chế đối phương, kết hợp cùng với kỹ năng Plantra để dí đối phương tới chết nha. Talonflame là một Pokemon Speeder đảm nhận vị trí đi rừng của team. Chúng ta có thể hiểu á, Speeder nghĩa là các Pokemon có khả năng hồi kỹ năng cực kỳ nhanh. Chính vì thế á, việc dọn dẹp các bãi quái rừng nè hay các bãi quái ở ngoài là thế mạnh của nó. Mặt khác, với kỹ năng Fly giúp Pokemon này bất tử và bay xuyên địa hình, giúp cho việc di chuyển của Talonflame sẽ cực kỳ lẹ, luôn đảm bảo có mặt trong combat kịp thời bất kỳ lúc nào luôn. Unimu của Talonflame á, nó sẽ giúp lướt tới một đường thẳng và đẩy các mục tiêu trên đường một khoảng cách cực kỳ xa. Đây sẽ là một kỹ năng đa dụng. Nó có thể giúp cho Talonflame mở combat hoặc rời khỏi combat nếu như lượng máu của mình xuống thấp. Ngoài ra, kỹ năng này sẽ giúp cho anh em làm rối đội hình của đối phương, sẽ cực kỳ lợi thế trong những pha combat, giao tranh cướp boss nè, hoặc trong những góc combat rất là hẹp luôn. Tuy là một Pokemon cơ động, nhưng Talonflame có thể chất khá yếu. Nếu như anh em dùng Fly để bay vào giữa team địch mà không có ai hỗ trợ hoặc không còn Unimu để bay ra á, thì khả năng anh em nằm trong combat rất là cao luôn. Bởi vì kỹ năng Plantra còn lại á, nó sẽ chỉ lướt được một đoạn khá ngắn mà thôi. Nó hầu như được dùng để làm kỹ năng gây sát thương chính, chứ khả năng chạy trốn với nó gần như là không có. Tương tự như hai Pokemon trên, Talonflame được đánh giá là có độ khó rất là cao, cần phải có kỹ năng nhất định mới sử dụng được. Tuy nhiên, một khi đã thành thạo rồi á, thì việc leo rank Master cùng đồng đội là hoàn toàn đơn giản nha.
Trên đây là 3 Pokemon tiếp theo trong chuỗi series hướng dẫn về các Pokemon cực mạnh của metagame hiện tại. Leorang sẽ cực kỳ dễ dàng luôn nếu như các anh em đã thành thạo được nó. Anh em lưu ý vấn đề này nha, là hiện tại thời gian đầu mình sẽ chỉ giới thiệu và hướng dẫn chung chung về game mà thôi, để các anh em có được cái nhìn tổng quan nhất về Pokemon Unite. Còn ở những bài viết chuyên sâu hơn, hướng dẫn chơi từng Pokemon riêng biệt á, thì mình sẽ làm ở những clip kế tiếp sau khi các anh em đã phần nào nắm được vững kiến thức về game. Cứ bình tĩnh mà chờ anh em nha. Còn phần cuối của series này á, mình sẽ thực hiện vào ngày mai, và đề tài tiếp theo mình sẽ làm là hướng dẫn anh em cách đi lane, cách canh thời gian để ăn các mục tiêu lớn và phải làm những gì ở trong suốt khoảng thời gian chơi game. Anh em nhớ đón xem nha. Và clip của mình ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Anh em đừng quên để lại một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hãy để lại một bình luận về bất kỳ vấn đề nào anh em thắc mắc. Mình sẽ cố gắng giải đáp hết cho tất cả các anh em nha. Một lần nữa, cảm ơn các anh em rất nhiều.